Thưa quý vị, hơn 2.300 website lừa đảo đã được ngăn chặn, góp phần bảo vệ gần 4 triệu người dân, tương đương với 6% người dùng trên Internet. Cùng với đó, thì Việt Nam tăng 25 bậc về chỉ số an toàn an ninh mạng GCI. Những con số đã cho thấy phần nào những nỗ lực của chính phủ và giới an ninh mạng để kiểm soát tốt hơn tình trạng an ninh mạng tại Việt Nam trong năm vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn các mối đe dọa về an toàn thông tin và đâu là những xu hướng tấn công mạng được dự báo trong năm tới. Tìm hiểu của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Theo báo cáo đánh giá an ninh mạng của tập đoàn BKAV, lần đầu tiên sau hơn 10 năm BKAV thực hiện thống kê, con số thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ghi nhận giảm so với các năm trước đó, ở mức 21,2 nghìn tỷ, tương đương 883 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, vẫn còn những điểm nóng đáng quan ngại. Theo thống kê, cứ 4 người dùng Việt Nam thì có đến 3 người nhận được tin nhắn của gọi lừa đảo tài chính online. Các hình thức lừa đảo chủ yếu là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản trực tuyến, lừa đảo trúng thưởng, việc làm trực tuyến, các ứng dụng cho vay. Năm 2023 thì lừa đảo online như là tin nhắn thì cũng vẫn là những hình thức phổ biến chính, bởi vì đây là những hình thức họ có thể triển khai được ở trên diện rộng và cái chi phí nó rất là thấp, chỉ cần một lượng nhỏ trong cái những cái người nhận được cái tin nhắn đấy mà họ click vào thì cũng có nguồn lợi rất lớn cho các cái tổ chức xấu đấy. Đáng lưu ý, vẫn còn nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp chưa quan tâm xử lý hoặc chưa cập nhật các bản vá trên phần mềm để giảm thiểu rủi ro, mặc dù nhận được cảnh báo về tấn công mạng hoặc điểm yếu, lỗ hổng. Tỷ lệ hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước được phê duyệt cấp độ mới chỉ có khoảng 54,8% trên tổng số hơn 3.000 hệ thống. Cuối năm là các cái hoạt động kinh doanh là tăng cao, vì vậy là các cái cơ quan tổ chức cần tăng cường cái việc giám sát an toàn thông tin cho cái tổ chức của mình. Gần như là tất cả các cái nguy cơ an toàn thông tin đều có thể tìm thấy khi mà mình sử dụng giám sát an toàn thông tin cụ thể. Ngoài ra thì cái việc đánh giá rủi ro là cũng nên làm định kỳ. Năm 2023, hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Do vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin càng phải được tập trung hơn và xác định là ưu tiên hàng đầu. Thì dữ liệu tất cả chúng ta doanh nghiệp đưa lên trên môi trường mạng thì có thể là chúng ta sẽ gặp rủi ro vô cùng lớn. Chính vì vậy thì tất cả các doanh nghiệp nên ý thức an toàn thông tin là một phần không thể thiếu chuyển đổi số, được đặt dựa tại trung tâm chuyển đổi số và là việc đầu tiên mà chuyển đổi số phải quan tâm. Vì vậy là hoạt động đầu tư về an toàn thông tin phải được gắn liền vào trong bất kỳ các hoạt động đầu tư chuyển đổi số nào. Các chuyên gia dự báo trong năm tới, lừa đảo qua hình thức gửi tin nhắn, gọi điện sẽ tiếp tục phổ biến. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần có biện pháp đề phòng trước mã độc mã hóa tống tiền. Chiến dịch tấn công ransomware nhắm vào máy chủ chứa dữ liệu kế toán, tấn công APT nhằm mục đích gián điệp.